Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành truy xét và bắt giữ thành công nhóm gồm 4 thanh thiếu niên chuyên có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn. Các thanh thiếu niên này đều từ 13 đến 21 tuổi, gồm Trần Quốc Cường, Lê Nguyễn Xuân Phúc cùng trú tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Viết Tâm, Đặng Văn Quốc cùng trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Từ đầu tháng 2 năm 2022, 4 thanh thiếu niên quen biết nhau qua mạng xã hội và hẹn nhau tụ tập ở Đà Nẵng để đi chơi. Cường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài và được Tâm Quốc Phúc đồng ý thực hiện. Thủ đoạn của các đối tượng là dạo quanh các khu dân cư, các dãy trọ vắng người. Khi thấy người dân sơ hở để xe máy không có người trông coi, Quốc Cường Phúc cảnh giới để Tâm vào giác xe. Cường dùng đoạn phá khóa và cả nhóm lấy xe tẩu thoát. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, thu hồi 7 xe máy là tang vật trộm cắp được. Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan.